dòng cảnh báo đột quỵ có gì khác biệt? Vâng, xin chào bà con ha. Hiện tại thì mình có hai dòng máy đo huyết áp mà có chức năng cao cấp nhất của Medtronic, đó là cảnh báo đột quỵ. Thì những dòng này là dòng mắc tiền nên có hầu như đầy đủ chức năng rồi. Nhưng mà có sự khác nhau nào giữa cái hai dòng này? Dòng B3 là 2.350.000, còn dòng B6 là 2.850.000. À, thì Hoàng Sơn sẽ phân tích để cho cả nhà có sự lựa chọn phù hợp nha. Một máy báo huyết áp thông thường á, thì chúng ta sẽ có là đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và đếm nhịp tim, những dòng cơ bản ha. Những dòng mắc tiền hơn một chút thì chúng ta sẽ có là có bộ nhớ và ngày giờ nhớ. Bên cạnh đó, những dòng cao cấp hơn xíu nữa đó là chúng ta sẽ có rối loạn nhịp tim. Và đặc biệt đây là dòng cao cấp của Medtronic là cảnh báo đột quỵ ha, rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm đột quỵ. Thì chúng ta sẽ có máy đo nè, vòng vấn và một cái cục adapter, cục biến điện. Cái này thì chúng ta phù hợp cho gia đình, ông bà mình lớn tuổi và đặc biệt là những người mà có triệu chứng về tim mạch ha, và có thể sử dụng cho phòng khám. Đây là những cái dòng máy khá là tốt của Medtronic, 2.350.000. Thì chúng ta sẽ có thang máy ha. Nào, cả nhà mình xem, đây là thang máy nè. Một cái vòng vắng. Bên trong chúng ta sẽ có pin. Bên cạnh đó, nếu mà như một ngày đo nhiều bệnh nhân thì chúng ta có thể sử dụng cái cục adapter, cái cục biến điện để cho anh chị ha. Hàng chính hãng luôn nha. Rồi, đây là cái dòng phổ thông 2.350.000 mà rất là nhiều người có thể sử dụng do giá thành nó phù hợp ha. Còn cái dòng này cao cấp hơn thì nó có chức năng gì đặc biệt? Cũng giống như cái dòng chúng ta vừa thấy bên cạnh ha, là chúng ta sẽ có cái khuôn cứng. Khuôn cứng thì nó sẽ cứng ôm sát tay như thế này nè, sẽ tránh bị sai lệch rất là nhiều, tránh bị cái ảnh hưởng bên ngoài. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ có chức năng kết nối điện thoại, lưu bộ nhớ đám mây. Ví dụ giống như bác sĩ cũng có thể sử dụng dòng này, hoặc đặc biệt là người nhà mình á, nhà có điều kiện xíu thì ông bà mình ở xa hoặc gia đình mình ở xa, mình sử dụng dòng này thì khi bộ nhớ nó sẽ kết nối Bluetooth với điện thoại, nó sẽ lưu vào đám mây. Thì một cái người ở xa, gia đình mình á, mở cái tài khoản đó ra thì chúng ta sẽ luôn được cập nhật mới nhất ha. Giống như là mình là người trực tiếp xem cái bộ nhớ của cái máy vậy đó, mình không cần phải báo cáo từ người nhà hay người nhà báo cáo cho mình đâu. Dạ, cô chú anh chị ha, mình thử khui máy nha. Cái dòng này là 2.850.000. Thì hai cái máy này là được bảo hành chính hãng, cái vòng vấn 2 năm, còn thân máy chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm. Nếu mà nhân cả nhà mình nghi ngờ bị sai lệch khi xài một thời gian á, mình có thể đi được kiểm tra kiểm định chất lượng miễn phí nha. Còn nếu mà máy trục trặc mà do nhà sản xuất á, chúng ta sẽ được đổi máy mới cực kỳ nhanh, 5 phút luôn. Đây, dòng khuôn cứng của chú anh chị ha. Còn cái máy nãy là dòng khuôn mềm, dòng truyền thống, còn dòng khuôn cao cấp là dòng khuôn cứng nè. Đó, bác sĩ đo cái này thì nó rất là phù hợp, rất là đẹp luôn và dễ sử dụng nữa. Cục adapter ha, và thân máy nó to hơn một chút, màn hình lớn ha. Hiện tại cái Medtronic thì dòng máy này là khá là cao cấp rồi. Còn cái dòng kế đó là cái dòng P3, cũng là dòng cao cấp nhưng mà thấp tiền hơn một chút. Rồi, cô chú mình có thể xem thêm các video khác về cách sử dụng máy P3, cách sử dụng máy P6. Hoàng Sơn có quay rất là chi tiết. Và bên cạnh đó, Hoàng Sơn có video hướng dẫn cả nhà mình cách kết nối điện thoại nha, và sử dụng cái bộ nhớ đám mây nha. Rồi, cô chú anh chị ha, hai dòng máy mình có thể tham khảo. Cô chú anh chị mình nhớ mua hàng chính hãng nha. Hàng chính hãng thì chúng ta sẽ được kiểm định miễn phí bất cứ lúc nào khi mà chúng ta nghi ngờ, và được bảo hành chính hãng 5 năm. Còn một cái máy khi chúng ta mua không rõ nguồn gốc đó, không có được kiểm định chất lượng, hoặc là nhiều khi hàng giả hàng nhái đó, thì rất là nguy hiểm ha. Rồi, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn, hoặc là xem thêm các video khác trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Chào tạm biệt.